Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường bánh kẹo ngày Tết đang rất sôi động và nóng lên từng ngày khi nhu cầu quà Tết của người tiêu dùng và người dân tăng cao. So với năm ngoái, bánh kẹo Việt hầu như chiếm đa số về mẫu mã, phong phú, đa dạng. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, thị trường bánh kẹo đã ghi nhận sự đầu tư lớn của doanh nghiệp trong nước từ bao bì, mẫu mã đến chủng loại, hương vị và phủ đều các phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Khi thị hiếu, khẩu vị và thói quen tiêu dùng không chỉ là tiêu chí chất lượng, thưởng thức tinh túy, dinh dưỡng mà còn phải là mẫu mã đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, các doanh nghiệp không ngừng tìm tòi cho ra đời những dòng bánh kẹo đáp ứng tiêu chí ngày càng cao của người tiêu dùng. Chất lượng của bánh kẹo từ bánh tươi, bánh kẹo và mứt đều coi như là ngon, chất lượng, mẫu mã đều đẹp. Chúng tôi cũng mong muốn là người Việt Nam là cứ phát triển là dùng hàng Việt Nam mà chất lượng đảm bảo cho khách hàng, từ mẫu mã đến công thức tất cả là đều là được đạt được tiêu chuẩn. Thực hiện cái chủ trương người Việt ưu tiên dùng hàng Việt của chính phủ thì chúng tôi đã mở rộng hệ thống phân phối đi khắp các tỉnh thành của cả nước. Và đặc biệt trong đó là có những sản phẩm chúng tôi phục vụ cả thị trường xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và các thị trường khác. Với quy trình kiểm soát công nghệ theo tiêu chuẩn ISO 22000 kết hợp với HACCP và 5S thì chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến các từng khâu trong sản xuất. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki, một doanh nghiệp có thương hiệu bấy lâu trên thị trường, đã lên kế hoạch nhập nguyên vật liệu, đầu tư dây chuyền sản xuất để chủ động trong sản xuất kinh doanh nhằm cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nhiều việc hợp lý hóa chi phí sản xuất, giữ ổn định giá bán để người tiêu dùng có thể chọn mua sản phẩm với chất lượng cao và giá cả hợp lý. Sản lượng bánh mứt kẹo phục vụ Tết Mậu Tuất 2018 của doanh nghiệp tăng từ 15 đến 20% so với năm 2017. Song song với việc tăng sản lượng, doanh nghiệp còn tập trung thay đổi mẫu mã, đa dạng sản phẩm và đưa ra thị trường những sản phẩm mới, cao cấp trong dịp Tết này. Trong đó, dòng sản phẩm cao cấp như bánh cookie hộp sắt, Franny, Zestick, Lenget đã thay đổi thiết kế với mẫu mã sang trọng, tinh tế hơn để đáp ứng nhu cầu làm quà biếu, tặng trong dịp Tết. Ngoài dòng sản phẩm bánh cookie đã quen thuộc, năm nay Hải Hà Kotobuki còn cho ra mắt dòng sản phẩm bánh mặn để mang lại sự đa dạng trong lựa chọn của khách hàng trong dịp Tết này. Thì với một cái mong muốn là đưa ra những cái sản phẩm đáp ứng được tất cả các khách hàng vùng miền. Và đối với cái dịp Tết năm 2018 sắp tới thì Hải Hà Kotobuki cũng đã đưa ra thêm một số cái sản phẩm mới nhằm với cái mục đích mong muốn rằng là đưa thêm ra đa dạng mặt hàng hóa đối với tất cả các cái sản phẩm cũng như là cạnh tranh với chất lượng, giá cả đối với những cái sản phẩm nhập ngoại. Bởi vì hơn bao giờ hết là đến bây giờ thì trong lòng cái người tiêu dùng vẫn cứ có một cái nhu cầu, một cái mong muốn là sử dụng những cái sản phẩm ngoại nhập, vì có thể là vì một số cái thương hiệu. Thế nhưng mà Hải Hà Kotobuki thì đưa ra những cái dòng sản phẩm đáp ứng được về chất lượng, mẫu mã và giá cả cũng rất là cạnh tranh để phục vụ người tiêu dùng trong nước. Với hướng đi riêng và độc đáo và sự đầu tư đúng đắn, thương hiệu Hải Hà Kotobuki đã và đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, khẳng định vị thế thương hiệu Việt, sẵn sàng cạnh tranh với các thương hiệu ngoại trên thị trường bánh kẹo.